mà đưa ra cái ý tưởng này và cô thấy cũng rất là trí tuệ. Tại vì cũng như là gom nhặt những cái này những cái kia để cho những người mà mình có hạn chế, mình không được đi tới cái chỗ này chỗ kia để mình thấy được những cái tận mắt. Thì ở đây giống như là mình đã thấy tận mắt rồi. Có Thâm Quyến Pizza nè, nhà hát Sydney, rồi cầu London, cái này cũng mới đầu tư. Nhưng mà cũng tập hợp được rất là nhiều bạn trẻ đến đây, cũng rất là đông vui. Mình ấn tượng nhất là cái tòa tháp cao ở bên kia kìa. Nhìn giống như là mình đang được đi du lịch thế giới. Tại vì mình là đang ở Việt Nam nên thành ra là mình cũng muốn check in rồi cho bạn bè xem là mình cũng được đi du lịch.